Thưa quý vị, sáng nay, BNI tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một tổ chức kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, tổ chức lễ ra mắt chi hội thứ hai BNI Cap Xanh Sắc Chapter. Đến dự lễ ra mắt có khoảng 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. BNI Việt Nam đã trao giấy chứng nhận thành viên cho 40 doanh nghiệp thuộc chi hội BNI Cap Xanh Sắc Chapter. Đây là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cơ khí, bảo hiểm, ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Việc trở thành thành viên của BNI là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời tăng doanh thu từ việc bán chéo các sản phẩm dịch vụ với nhau. Trong nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài 4 tháng, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Ban điều hành BNI Caption Chat Chapter cam kết sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các hội viên nhằm phấn đấu kết nạp được 80 thành viên tham gia BNI trong thời gian tới.